Và tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý. Cũng trong sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam đã ra mắt mô hình văn phòng tổng đại lý Generali Nghệ An 2. Mô hình này hiện có 40 cấp quản lý với hơn 350 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng văn phòng đã có doanh thu gần 2 tỷ đồng. Là địa phương có dân số đông, thành phố Vinh là trung tâm của vùng Bắc Bộ, nên đây sẽ là thị trường tiềm năng để văn phòng tổng đại lý Generali Nghệ An 2 đem đến những dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm chuyên nghiệp nhất. Generali Việt Nam có hơn 90.000 khách hàng cá nhân và thành viên được bảo hiểm của hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015. Để duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam, mới đây, Generali Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên đến 1.962,6 tỷ đồng và là một trong những công ty có vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay. Dịp này, văn phòng tổng đại lý Generali Nghệ An 2 đã trao tặng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.